Mời quý thính giả nghe chương trình Sơn Ca và Nhạc Cổ Truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu nhạc cổ chọn lọc do nghệ sĩ Tú Kim Sinh, một trong những người nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp vào các tiết mục thu thanh cho chương trình Sơn Ca và Nhạc Cổ Truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngay từ những ngày đầu phát sóng. Rồi là bản Liễu Thuận Nương, nhạc cải lương hơi quảng do nghệ sĩ Tú Kim Sinh trình tấu trên cây đàn guitar phím lõm.
Quý vị và các bạn thân mến, được sinh ra ở Hà Nội, từ nhỏ cậu bé Kim Sinh không may bị khiếm thị và sống với ông ngoại. Không biết từ lúc nào, những âm thanh, tiếng hát, lời ru, tiếng đàn đã thấm sâu vào tâm hồn của cậu bé và trở thành nguồn vui của cuộc đời. Lớn lên, Kim Sinh theo học đàn, học hát văn và làm trong gánh hát Huỳnh Lan Anh. 13-14 tuổi, Kim Sinh đã trở thành một kép hát được các quan viên quý mến bởi tiếng đàn lời ca lắng sâu, quyến rũ. Là học trò ruột của nghệ nhân ca trù Quách Thị Hồ, Nguyễn Thị Phúc, Cao Văn Sĩ, Kim Sinh đã có mặt biểu diễn tại nhiều sân đình và nhà Vương Tôn Công Tử. Mỗi lần cất lên tiếng đàn, tiếng hát là mỗi lần Kim Sinh làm say đắm lòng người. Mà số phận không ưu ái với mình, nghệ sĩ Kim Sinh lại có một tâm hồn nhạy cảm về âm nhạc. Tiếng đàn, lời ca của các thầy truyền dạy được nghệ sĩ nắm bắt một cách nhanh chóng và bài bản. Âm nhạc đã trở thành người bạn của nghệ sĩ Kim Sinh, nên tiếng đàn còn mang theo những dòng tâm sự, thổn thức rung động của một tâm hồn nghệ sĩ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản Vọng Cổ, nhạc cải lương Hơi Oán do nghệ sĩ ưu tú Kim Sinh và nghệ sĩ Kim Thắng song tấu. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 1947, nghệ sĩ Kim Sinh được nhận vào đài phát thanh Khoái Châu. Tại đây, tiếng đàn của nghệ sĩ được các đồng nghiệp ghi nhận và một năm sau, nghệ sĩ Kim Sinh có mặt ở các đoàn cải lương danh tiếng lúc bấy giờ như Quốc Hoa, Phước Trường, Ba Bé. Sau đó, ông trở thành nhạc công chủ chốt của đoàn cải lương Chuông Vàng, nay là nhà hát cải lương Hà Nội. Nghệ sĩ tham gia sáng tác nhạc, hòa âm, chỉ huy dàn nhạc cổ và là một trong những nghệ sĩ có nhiều tiết mục thu thanh cho chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngay từ những ngày đầu phát sóng. Chúng ta cùng nghe một trong những tiết mục được nghệ sĩ ưu tú Kim Sinh độc tấu guitar hạ oai. Tiết mục này được thu thanh từ năm 1967, đó là bản nhạc Đảo Ngũ Cung. Quý vị và các bạn, bên cạnh những cống hiến của mình cho dân ca và nhạc cổ truyền dân tộc, nghệ sĩ Kim Sinh còn là một người thầy giáo nhiệt tình, dạy hát, dạy những ngón đàn cho biết bao thế hệ diễn viên. Nhiều giọng ca vàng của cải lương Bắc đã được ông đào tạo và nuôi dưỡng như nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương, nghệ sĩ Quỳnh Châu, vân vân. Những cống hiến to lớn của ông đã được nhà nước ghi nhận và phong tặng danh hiệu cao quý nghệ sĩ ưu tú năm 1983 và được tôn vinh thành nghệ thuật Kim Sinh. Thank you.
Quý vị và các bạn đang thưởng thức bản Nam Xuân Nam Ai Nam Đảo do nghệ sĩ Tú Kim Sinh và nghệ sĩ Kim Thắng song tấu. Thank you.
Chúng ta vừa thưởng thức một số tiết mục hòa tấu nhạc cải lương chọn lọc do nghệ sĩ ưu tú Kim Sinh trình tấu. Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.